Philippines mua tàu tấn công nhanh. Hải quân Philippines đang có kế hoạch đặt mua tàu tên lửa tấn công nhanh FAICM đã qua sử dụng của Hải quân Israel. Thông tin về kế hoạch mua sắm này được Phó Đô đốc Hải quân Philippines Robert M. Pedrat cho biết số tiền được dùng cho thương vụ dự kiến khoảng 200 triệu đô. Với số tiền bỏ ra, Manila có thể mua được ít nhất 8 chiếc tàu FAICM. Theo Defense News, nếu quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi và hợp đồng được ký kết ngay trong năm 2019, hợp đồng tàu tên lửa FAICM sẽ được Israel hoàn tất trước khi kết thúc năm 2021. Hiện vẫn chưa rõ cấu hình cụ thể của những chiếc FAICM có thể đặt hàng, nhưng chúng sẽ giúp tăng cường năng lực, bảo vệ lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của nước này bằng pháo hạm và tên lửa chống hạm tầm ngắn, có thể tiêu diệt tàu đối phương trong khoảng cách 25 km. Cùng với kế hoạch mua tàu chiến, một kế hoạch mua sắm tàu ngầm tối tân nằm trong chương trình hiện đại hóa, hải quân cũng được Philippines chuẩn bị tiến hành. Bởi hiện nay, lực lượng hải quân Philippines không có bất cứ một tàu ngầm nào trong biên chế. Hạm đội hải quân của quốc gia này hiện chỉ có trong tay các tàu mặt nước và chủ yếu là các tàu cũ. Để cải thiện tình hình, hải quân Philippines cho biết nước này sẽ đặt hàng một loạt các tàu chiến hiện đại, trong đó có 2 tàu ngầm, 8 tàu tấn công nhanh, mang tên lửa mới, 2 tàu tuần tra xa bờ mới, 2 tàu hộ tống mới và 2 tàu hộ tống lớp bô hàng từ Hàn Quốc để tăng cường cho lực lượng hải quân. Bên cạnh việc đặt hàng tàu chiến từ nước ngoài, hải quân Philippines cũng cho biết lực lượng này sẽ nỗ lực để có thể tự đóng được tàu chiến trong tương lai. Nhiều khả năng các tàu ngầm mới được lực lượng hải quân Philippines đặt mua trong tương lai sẽ là tàu ngầm lớp Kilo. Ngoài ra, một loại tàu ngầm khác cũng có nhiều khả năng lọt vào tầm ngắm hải quân Philippines, đó là tàu ngầm lớp Type 209 do Đức thiết kế. Lớp tàu ngầm mới này tới nay đã có tới 61 chiếc được hoàn thiện, được sử dụng trong lực lượng hải quân hơn 12 quốc gia, trong đó có cả hải quân Indo và Hàn Quốc. Ngoài ra, Philippines hoàn toàn có thể hợp tác cùng với Hàn Quốc để sở hữu các tàu ngầm lớp Changbogo. Đây là lớp tàu ngầm được Hàn Quốc cải biến sâu dựa trên phiên bản Type 209 hiện tại, có số lượng 12 chiếc. Lớp tàu ngầm này hiện cũng đang được hải quân Indo sở hữu với số lượng 3 chiếc, trong tương lai sẽ được tăng quân số thêm 3 chiếc nữa. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.